Giờ thầy chữa câu 80 nhé. Trong quá trình bảo quản một mẫu muối FeSO4 ngập 7 nước. Có khối lượng m gam bị oxy hóa bởi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các chất của sắt 2 và sắt 3. Fe2 cộng Fe3 cộng hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong dịch loãng có chứa H2S4 0,02 mol thì thu được 100 ml dung dịch Y. 100 ml. Thí nghiệm 1 cho lượng dư vào 225 ml. 25 ml thì bằng bao nhiêu nhỉ? 25 ml thì là bằng 1/4 đúng không? Thế thôi mình nhân hết lên với 4 để lấy cái số liệu này cho tròn nhé. Mình nhân hết lên với 4 nhé. Mình nhân với 4. Vậy là đây thành 100 này. Thằng này nhân với 4 lên thì cái kết tủa nó phải nhân 4. 25 thì thằng này nhân 4 lên. Thì thằng Z này cũng phải nhân với 4 lên. Được chưa? Thế thì nhỏ từ từ thằng này vào Z. Thu được vừa đủ hết 22 lít, 22 ml. Thế lại nhân 4 lên nốt. Ok. Thế là thí nghiệm 1 mà cho lượng dư BaCl2 vào thì thu được 233 gam kết tủa. Thế bây giờ mình có là cái dung dịch Y này của mình đã này. Vậy dung dịch Y này của mình là trong này là nó có S số 4 rồi. Thì đặt thằng này là A đi. A mol. Được chưa? Vào đây thì tổng số mol này, này là A. Và có cả gốc SO4 2 trừ cũng là A. Được chưa? Tổng số mol là A và số mol S42 trừ cũng là A. Ok, đây S42 trừ tạo thành dung dịch Y. Vậy dung dịch Y của chúng ta là gồm Fe2 cộng ạ. Fe3 cộng ạ. Tổng số mol bọn này là A mol. Với lại SO42 trừ ạ. SO42 trừ ở đây nó sẽ là A cộng 0,2. Được chưa? Được chưa? A cộng với lại 0,02 nhá. Thế thì đến đây bây giờ thầy sẽ xuống dưới này thì sẽ làm tiếp là vậy là dung dịch Y của thầy bao gồm này. Sắt 2 cộng. Sắt 3 cộng. S42 trừ là A cộng với 0,02 ạ. Cho lượng dư BaCl2 vào 25 x 4 100 dung dịch Y thì thu được 233 x 4 gam kết tủa. Vậy bây giờ là cho BaCl2 là cho Ba2 cộng ạ. Bản chất nó là cho Ba2 cộng ạ. Bản chất của nó là cho Ba2 cộng ạ. Cộng với lại Ba2 cộng dư ạ. Thì mình thu được kết tủa là Ba SO4 ạ. Thế thì mình tìm được ra là số mol S4 luôn đúng không ạ? 4 x 200 2,33 thì là khối lượng của nó là 4 x 2,33. Chia 233 0,4 mol. Thế thì ngay lập tức mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố lưu huỳnh. Đúng không? S4 chui đây, S4 chui đây. Vậy anh này bằng 0,04. Vậy suy ra A của chúng ta là bằng 0,02. Được không ạ? Vậy ở đây mình có anh này bằng 0,02. Suy ra anh này bằng 0,02 luôn ạ. Ngon lành cành đào chưa? Thế thì hoàn toàn mình suy được khối lượng luôn. Để bài khoảng khối lượng ạ. Giá trị của M. Thế mình tìm được khối lượng luôn, 0,02 nhân phân tử khối luôn. Dễ không ạ? 56 cộng 96 cộng 7 nhân 18 bằng 5,66. 5,66 là mình loại được hai đáp án này rồi. Nếu mà đi thi là làm đây là cười lắm rồi. Lúc này là gần hết giờ rồi. Gần hết giờ làm đây là mẹ chọn được 50-50 là cuộc đời nó lên tiên rồi. Nhá. Tiếp tục. Bây giờ là nhỏ từ từ KMNO4 vào Z đến khi phản ứng vừa đủ. À, bây giờ nhỏ từ từ KMNO4 thì ngon tiếp. Bây giờ là cho thằng này tác dụng với KMNO4 này. Thế bài này dễ. Thì mình tìm được số mol là 22 nhân 4 0,022 nhân 4 nhân với 0,04 ra là số mol là bằng 3,52 nhân 10 mũ trừ 3. 3,52 nhân 10 mũ trừ 3. Thế thì các em nhớ này là thằng KMNO4 này thì nó ăn cái gì ạ? Thằng sắt 3 cộng thằng KMNO4 thì ở đây có MN dương 7 là số xóa cao nhất ạ. MN dương 7 là nó có tính oxy hóa mạnh thì nó không ăn thằng sắt 3 cộng được. Nó không ăn S42 trừ ạ, nó chỉ ăn sắt 2 cộng được. Được chưa? Để tạo thành là gì ạ? Sắt 2 cộng cộng với lại MN2 cộng ạ. Và đây biết là số mol nó phản ứng rồi nhá. Thế hoàn toàn mình có bảo toàn E. Mình có này, sắt 2 cộng lên sắt 3 cộng. Số mol của sắt 3 cộng, sắt 2 cộng đi thì bằng MN dương 7 với MN dương 2 là 5 lần nhân với số mol KMNO4 là 3,52 nhân 10 mũ trừ 3.
Được chưa? Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol sắt 3 cộng luôn, sắt 2 cộng luôn. Sắt 2 cộng ban đầu. Nhân 5. 0,0176 ạ. Ủa, số này quen thế nhỉ? Hình như là cái số này hay làm trong phòng thí nghiệm. 0,0176, vậy đề bài hỏi là phần trăm số mol sắt 2 đã bị oxy hóa. Thế thì mình có đây là 0,0176 mà tổng số mol sắt này hay là tổng số mol sắt này thì nó là bằng 0,02 ạ. Thì mình có là 0,176 chia cho 0,02 bằng nhân 100 88% ạ. 88%. Vậy đáp án đúng của chúng ta. À sorry, đây là cái gì? Đây là sắt 2 lên sắt 3 đã bị oxy hóa trong không khí ạ. Đã bị oxy hóa. Thì ở đây mình có là sắt 2 cộng là bị oxy hóa. Từ từ đã nhá, từ từ đã nhá. Nhìn thật kỹ nhá. Thế thì ở đây là, đây là mình tìm được là số mol của sắt 2. Đúng không? Thế là ra được số mol sắt 2 trong này là bằng 0,176. Thì suy ra là phần trăm sắt 2 trong này là 0,0176 ạ. Thì suy ra là thằng sắt 2 cộng, lưu ý này, đề bài này, Fe2 cộng đã bị oxy hóa. Nếu mà thầy là người ra đề thì phải cho một cái 88. Ôi đứa tôi. Lưu ý là từ đã bị oxy hóa có nghĩa nó chuyển thành sắt 3 cộng ạ. Được chưa? Vậy mình vừa tìm được là 88% này, 88% là sắt 2 cộng còn nguyên. Thế thì mình phải lấy 100 trừ đi thằng đấy thì mới ra được là số mol nó biến thành sắt 3 cộng ạ. Là 12%. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta phải 12%, đáp án đúng chúng ta là đáp án gì?